chào quý vị và các bạn, đây là chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật của kênh YouTube Báo Người Lao Động. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Mời quý vị theo dõi. Bị tên lửa ATACMS đánh trúng F-400, Nga chuẩn bị trả đũa Ukraine mạnh tay. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov hôm 27 tháng 11 tuyên bố Moscow sẽ trả đũa các cuộc tấn công liên tục của Ukraine trên lãnh thổ Nga. Tuyên bố được đưa ra sau khi Kiev tiếp tục bắn tên lửa ATACMS do Mỹ sản xuất vào lãnh thổ Nga, bất chấp cảnh báo trước đó từ Điện Kremlin. Ông Lavrov nói với báo Rossiya Gazeta, các cuộc tấn công tên lửa vào sâu bên trong lãnh thổ Nga là động thái leo thang. Tất cả cảnh báo của chúng tôi về việc những hành động không thể chấp nhận được này sẽ phải đối mặt với phản ứng thích đáng đều bị phớt lờ. Ông Lavrov cảnh báo, những ai đứng sau cuộc tấn công vào công dân và cơ sở hạ tầng của Nga sẽ phải đối mặt với hình phạt xứng đáng. Ông nói thêm rằng, không có sự leo thang nào đến từ kẻ thù có thể buộc Nga phải từ bỏ mục tiêu của mình ở Ukraine. Ông Lavrov tái khẳng định, Moscow vẫn cam kết vô hiệu hóa các mối đe dọa đối với an ninh của Nga, bao gồm cả nguyện vọng của Ukraine muốn gia nhập Liên minh NATO. Trong một bài phát biểu trên video vào tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow có quyền tấn công các quốc gia cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để chống lại Nga. Theo đài AT, Bộ Quốc phòng MOD Nga hôm 26 tháng 11 cho biết đang chuẩn bị một phản ứng không xác định đối với các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào một khẩu đội phòng không F-400 và một sân bay ở khu vực Kursk. Theo MOD, Kiev đã sử dụng tên lửa ATACMS do Mỹ sản xuất trong các cuộc tấn công vào ngày 23 và 25 tháng 11. Trong diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết nhóm 7 nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới G7 đang tích cực làm việc để hoàn tất gói vay trị giá hàng tỷ USD cho Ukraine từ các tài sản của Nga bị phương Tây đóng băng. Phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc họp G7 ở Ý, ông Blinken cho rằng cam kết của nhóm G7 là đảm bảo Kiev có đủ tiền và đạn dược để tiếp tục chiến đấu hiệu quả vào năm 2025 hoặc tham gia vào bất kỳ cuộc đàm phán tiềm năng nào với Moscow ở một vị thế mạnh mẽ. Ông Blinken tuyên bố, để hỗ trợ Ukraine, chúng tôi đang hoàn tất việc giải ngân 50 tỷ USD được bảo đảm dựa trên cơ sở các tài sản có chủ quyền của Nga đang bị đóng băng. Mỹ và đồng minh đã đóng băng khoảng 300 tỷ USD tài sản thuộc về Ngân hàng Trung ương Nga sau khi xung đột Ukraine leo thang vào tháng 2 năm 2022. Vào tháng 6, các thành viên G7 đã cam kết khoản vay 50 tỷ USD cho Kiev. Khoản vay này sẽ được trả bằng tiền của Nga. Phần lớn số tiền bị đóng băng, khoảng 206 tỷ USD, đang được giữ tại Euroclear. Trung tâm thanh toán này có trụ sở tại Brussels, ước tính các tài sản của Nga bị tịch thu đã tạo ra 5,4 tỷ USD tiền lãi trong 3 quý đầu tiên của năm tài chính này. Cuộc chiến giữa các siêu tên lửa, bóng ma Oresnik và cuộc đụng độ sinh tử tại Kursk. Ngày 21 tháng 11, Nga đã thực hiện một hành động quân sự đầy tính chiến lược khi lần đầu tiên phóng tên lửa đạn đạo siêu thanh Oresnik vào một cơ sở quân sự ở Dnipro, Ukraine. Được thiết kế với công nghệ siêu thanh hiện đại, tên lửa này có khả năng vượt qua tất cả các hệ thống phòng không hiện tại, trở thành một mối đe dọa khó có thể ngăn chặn. Tướng Sergei Karakayev, chỉ huy lực lượng tên lửa chiến lược Nga, đã nhấn mạnh rằng Oresnik có thể tấn công bất kỳ mục tiêu nào, kể cả những mục tiêu bảo vệ nghiêm ngặt nhất. Và với tầm bắn cực kỳ xa, nó có thể vươn tới hầu hết các quốc gia châu Âu. Với tốc độ chóng mặt và khả năng mang theo nhiều đầu đạn, Oresnik đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cuộc chiến kéo dài suốt hơn 1.000 ngày qua. Tuy nhiên, đây không chỉ là hành động đáp trả với Ukraine mà còn là một tuyên bố mạnh mẽ đối với NATO khi Tổng thống Putin khẳng định rằng Nga sẽ không ngần ngại trừng phạt các quốc gia hỗ trợ quân sự cho Kiev. Mối đe dọa từ vũ khí siêu thanh này không chỉ khiến Ukraine phải lo lắng mà còn đặt các quốc gia phương Tây vào thế phải tính toán lại chiến lược hỗ trợ Ukraine. Trong diễn biến liên quan đến xung đột Nga-Ukraine, những tuần gần đây, tại khu vực Kursk, quân đội Ukraine đã phải đối mặt với những đợt tấn công không ngừng từ phía Nga khiến họ liên tục bị đẩy lùi. Các lực lượng của Nga mạnh mẽ và không khoan nhượng đã chiếm lại gần một nửa lãnh thổ mà Ukraine đã tái chiếm hồi đầu năm nay. Điểm nóng này không chỉ là nơi mà cuộc chiến đang diễn ra khốc liệt mà còn trở thành một phần trong chiến lược lớn của Điện Kremlin khi mà Moscow đang cố gắng giành ưu thế trước thời điểm Tổng thống đắc cử Donald Trump nhậm chức vào tháng 1 năm 2025. Theo thông tin từ Wall Street Journal, cuộc tấn công của Ukraine vào Kursk bắt đầu từ tháng 8 khi các quan chức ở Kiev hy vọng rằng bước đi này sẽ làm chậm được các cuộc tấn công của Nga ở những khu vực khác. Tuy nhiên, thực tế lại không như mong đợi, kế hoạch này không chỉ thất bại tại Kursk mà còn không đạt được mục tiêu ở các mặt trận khác.
một chỉ huy tiểu đoàn Ukraine, người mang mật danh Genny, đã mô tả tình hình trong khu vực. Quân đội Nga tấn công liên tục, từ sáng đến tối, với số lượng và sức mạnh áp đảo. Nga có quân số gấp 3 lần quân đội Ukraine tại Kursk và lực lượng không quân, bao gồm máy bay không người lái Kamikaze, vượt trội hơn gấp 6 lần. Những áp lực này không chỉ đến từ vũ khí mà còn là sự chênh lệch về quân số. Một binh sĩ Ukraine ở phía đông nam thành phố Sutya thậm chí còn cho rằng lực lượng của họ bị áp đảo gấp 10 lần so với đối phương. Khó khăn càng thêm chồng chất khi quân đội Ukraine phải đối mặt với những cơn mưa bom lượn hạng nặng của Nga. Việc không thể sử dụng hệ thống Starlink, nền tảng liên lạc vệ tinh cực kỳ quan trọng trong việc duy trì liên lạc giữa các đơn vị tiền tuyến, càng làm tình hình trở nên tuyệt vọng hơn. Tinh thần của các binh sĩ Ukraine vốn đã phải chiến đấu trong một môi trường khắc nghiệt ngày càng bị đè nặng. Trong khi quân đội Nga vẫn tiếp tục tấn công, các chiến binh Ukraine dần nhận ra rằng cuộc chiến ở Kursk không chỉ là cuộc chiến sinh tử về lãnh thổ mà còn là cuộc chiến về sức bền và lòng kiên cường. Ukraine bắn tên lửa ATACMS trúng S-400, Nga phóng UAV nhiều kỷ lục. Ukraine tấn công Nga bằng tên lửa ATACMS của Mỹ 2 lần trong 3 ngày qua và Nga đang chuẩn bị các biện pháp trả đũa. Bộ Quốc phòng Nga ngày 26 tháng 11 cho biết cả hai cuộc tấn công của Ukraine đều nhắm vào các vị trí của lực lượng Nga tại khu vực Kursk. Cuộc tấn công đầu tiên xảy ra vào ngày 23 tháng 11. Hai trong số 5 tên lửa ATACMS nhắm trúng vào hệ thống phòng không S-400 của Nga, làm hỏng hệ thống radar của hệ thống này. Trong cuộc tấn công thứ hai, vào ngày 25 tháng 11, 8 tên lửa nhắm mục tiêu vào sân bay quân sự Kursk-Vostochny, còn gọi là căn cứ không quân Khalino. Bộ Quốc phòng Nga nói rằng một tên lửa bắn trúng mục tiêu khiến 2 người bị thương. Hãng tin Reuters dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ cơ quan này đang kiểm soát tình hình và chuẩn bị các biện pháp trả đũa. Trước đó, tờ Ukrainska Pravda dẫn nguồn từ không quân Ukraine cho biết vào đêm 25 tháng 11, rạng sáng 26 tháng 11, Nga đã phóng tổng cộng 188 máy bay không người lái UAV vào các mục tiêu ở Ukraine. Đây là cuộc tấn công bằng UAV nhiều nhất tính từ đầu cuộc xung đột Nga-Ukraine đến nay. Cụ thể, không quân Ukraine tuyên bố Nga đã tấn công Ukraine bằng tên lửa đạn đạo Iskander-M phóng từ vùng Voronezh và Kursk trong đêm 25 tháng 11, rạng sáng 26 tháng 11. Đối phương cũng phóng số lượng UAV kỷ lục từ Orion, Bryansk, Kursk và Primorsko, Arktas. Không quân Ukraine báo cáo đã theo dõi 192 mục tiêu trên không, gồm 4 tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M và 188 UAV. Tính đến 9 giờ ngày 26 tháng 11 giờ địa phương, các hệ thống phòng không Ukraine đã bắn hạ 76 UAV ở 15 khu vực như Kiev, Cherkasy, Kirovohrad, Chernihiv, Zaporizhia, Dnipropetrovsk, Odessa. Trong khi đó, 95 UAV bị hệ thống tác chiến điện tử vô hiệu hóa, số còn lại bay về phía Belarus. Lực lượng phòng không Ukraine cập nhật thông tin. Thật không may, một số cơ sở hạ tầng quan trọng đã bị đánh trúng. Các tòa chung cư và nhà riêng ở một số khu vực bị hư hại do cuộc tấn công quy mô lớn bằng UAV. Theo thông tin ban đầu, vụ tấn công không gây thương vong. Ông Shehi Popko, người đứng đầu văn phòng quân sự Kiev cho biết, cảnh báo không kích đã có hiệu lực trong hơn 5 giờ. Lực lượng phòng thủ Ukraine phát hiện và phá hủy hơn 10 UAV của Nga suốt đêm 25 tháng 11. Ông Ruslan Kravchenko, người đứng đầu cơ quan quân sự tỉnh Kiev, chia sẻ trên Facebook rằng các mảnh vỡ từ UAV bị bắn hạ đã phá hỏng đường dây điện, nhà cửa và một số phương tiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật trong ngày qua của Báo Người Lao Động. Đừng quên theo dõi kênh YouTube Báo Người Lao Động. Chúng tôi còn rất nhiều chương trình hấp dẫn khác đang chờ đón quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị!